Minoan. Vâng, bên kia là Hit và Minoan. Ở đâu bên mình là Hit, Minoan, bên họ có một Greg. Một Greg là gì các bạn, hãy chờ một chút để tôi xem. Bên họ là cái gì đây? Tôi thấy có một Greg. Vâng, bên họ là Pergreg. Pergreg đối đầu với Minoan và Hitty. Kèo đấu thì được đánh giá là cần. Vâng, tôi rất sợ Per, thực sự là rất sợ Per trong cái map line. Map line này Persian một quân gì đó thực sự là đột biến. Chúng ta sẽ lại đến với ảnh máy của đối thủ cầm Minoan. Trận này nhiều khả năng Minoan sẽ phải đánh chém cho Hitty. Hitty để đánh chém thực sự là nó hơi phí. Thực sự để mà nói mà Hitty mà để đánh chém là nó hơi phí. I saw Mars. Vâng, chúng ta quay trở lại với bài Minoan này của game thủ Chi Mệnh. Vâng, đây là một cái bài mà chỉ có 7 hiệu đầu thôi. Về đầu 7 con, chưa ấy dò thêm đồ gì ăn. Đến với bài ảnh máy của Chi Bòi. Đây giờ có voi. Vâng, có quả, mát quá. Vâng, vừa voi vừa quả thì lại quá mát luôn. Vâng, hy vọng anh tìm được lỗ loại chui. Vâng, Chi Bòi là người không phải là hay chui vào nhiều cái lỗ. Mà ngày hôm nay ở trong trận đấu này ít nhất thì em cần phải có một cái lỗ nào đó. Vâng, rộng rộng một chút. Vâng, hẹp quá thì nó không vừa. Chuẩn ra là hẹp quá thì khó có thể phát triển. Đời gian bãi quả này đây, bãi quả 5 cây. Vâng, hơi vâng đã xấu lại còn 5 cây. Nhưng tôi một cái này hay nói câu là méo mó có còn không. Có ăn là tốt rồi. Vâng, nhiều người còn không có mà ăn. Vâng, bạch. Vâng, đặt chiếc BG nông dân phải đi 5 tầng dốc để ăn được cây quả. Đáng lòng. Quả 5 cây. Đây là mảnh máy của thủ cầm Minoan. Cũng có quả phụ. Ồ, hai ông thần ăn chung quả phụ à? Vâng, hình như cùng một vị trí để xem nào. Tôi chết đúng rồi. Cùng một vị trí đấy mấy ông thần này. Vâng, ăn voi cũng được. Có người ăn rồi, chú mẹ ăn rồi. Đúng, hai ông thần. Bét thứ hai. Vâng, một cái hốc nhỏ xinh. Vâng, ăn chung với game thủ vô thường. Bơ và Greg. Không nhầm thì vô thường là một quân Pơ. Pơ thì lại càng mát. Vâng, Pơ ăn quả chung với Hitty thì không đáng ngại lắm. Vâng, Pơ ăn quả thì nó như các dân thường đây. Cái thằng này nó chỉ ăn thịt hiêu voi nó mới kinh. Chip boy một trận chắc chắn là sẽ lên muộn. Bài này không bờ lên sớm được. Thế cho nhanh. Không, như vậy là vô thường được cầm Greg. Cánh này gặp Per. Minoan phải đối đầu với Per ở đầu cánh.
Vâng, thiếu gỗ. Cái gì đây, đừng gọi giò chạy nhá. 10 rưỡi giò chạy sao? Bị bạc. Ồ, đúng là giò chạy khiếp. Vâng, anh Tiểu Long lên đồng rồi. Lên đồng rồi. Anh Dài kích 9. Vâng, người được mệnh danh là mắt chậm và tay mờ nhất làng này ở Thái Bình. Hiện tại đang có một trận kích 9 kia được cầm pơ. Vâng, chọc giò rất khôn. Vâng, chọc giò rất khôn khi mà tìm con ít máu chọc trước. Ngựa giò của anh là không sắp đủ rồi. Mới liệu rằng anh có chơi chết được 3 con giò này không? Nâng cấp công cho con ngựa giò của mình. Vâng, lực của chị bệnh đã yếu như cột kiếu. Chưa ăn được vàng. Rồi, phê, phế huyện phê. Phê rồi. Tôi đẩy đi giò đi công đi khổ, thủ làm cái gì? Thủ làm cái gì nữa khổ. Thế còn đi thú nữa thì tôi lại ông thôi. Nâng cấp đảo vàng. Ăn được con giò. Và một pha vẩy e sẽ giúp cho chú mẹ có thể ăn được con giò này. Và hãy để ý nhé, bên kia lên đời sớm lắm đấy. Rồi, có tên. Kịch chiến thuật thế à rồi. À, lại còn đập dân luôn. Và anh lên đề ba, anh được quyền đập dân. Rồi, thế này thì khó đỡ rồi. Vâng, ôi có con tê thì khó đỡ lắm. Đấy, chọc chứ con tê nhanh nhanh, chọc chứ con tê nhanh. Thôi, có lạc đà bảo kê tê luôn. Hai tê luôn cho nó mát. Vâng, một bài đánh ý định là sẽ đánh fit. Sẽ đánh fit một game thủ. Vâng, không có gỗ để có thể lên được cái bánh xe. Ăn gỗ nhanh lên bánh xe không fit này. Tham lai, vâng tham lai quá đẹp, chip bò chuyển rồi. Khó rồi, khó rồi. Vâng, chip bò có bị ôm bom. Vâng, hai em thủ bên phía tay mình ôm bom quá kinh khủng. Vâng, tiếp tục là con người giò nữa. Bò lại nhanh, ăn được con giò. À, được không? Được. Vâng, vẫn đỡ được. Vâng, chị coi đang đỡ nhà khá hay. Thôi, 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 quýt. Một đều ở trong xe đấu thứ 5. Vâng, phải ôm bom khủng khiếp đến đội trưởng team Thái Bình. Vâng, một lạc đà cộng với một con giò cộng với hai con tê đủ để làm fit game thủ truy vậy. Và bên này thì chị boy, vâng, nhà thì như cái sân bay. Một đều ở, chúng ta sẽ đến với trận bản lề ngay sau đây. Ủa, vâng, đấy là con giò chậm hai voi đấy. Và thiếu hai voi là còn kích như vậy đấy. Không biết giò chuẩn hai voi, không biết ông sẽ kích đầu 8 không biết. Bằng bài là siêu giò thành upper. Mấy tôi đã bảo rồi, tớ sợ bài upper đổi biến. Khó. Trận thi đấu bản lề ở trong series đấu thứ 5 cũng là trận thi đấu thứ 3. La 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 la